Xin chào quý vị và các bạn, mình là Tuấn Nguyễn. Chào mừng quý vị đã trở lại với kênh Nhà đất Tuấn Nguyễn. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn trở lại thành phố Thủ Dầu Một. Hôm nay Tuấn Nguyễn đặc biệt review cho quý vị một sản phẩm bất động sản siêu VIP luôn. Trước khi đi vào chi tiết căn biệt thự này, Tuấn Nguyễn sẽ quay qua con đường giới thiệu về cái hướng đi để cho quý vị và các bạn nắm được. Thưa quý vị, trên màn hình chúng ta đây là con đường DT743 chạy thẳng phía tay Tuấn Nguyễn, chỉ đây khoảng 400-500m thôi là quý vị chạy qua ngã tư Sở Sao rồi. Chúng ta chạy về thành phố Hồ Chí Minh bên tay trái và lên tay phải là chúng ta đi về Trơn Thành, Bình Phước quý vị nhá. Còn bên tay phải chúng ta đây thì chúng ta lên Lộc Ninh, Bình Phước cũng được, cũng như là lên Tây Nguyên đó. Và thưa quý vị, hôm nay Tuấn Nguyễn review cho quý vị một căn biệt thự mặt tiền đường này luôn, có diện tích rất là lớn, diện tích cực kỳ lớn luôn. Con đường này có cái len ở giữa cho nên rất là khó lòng đi qua. Tuấn Nguyễn sẽ rất là ngại đi qua cái khu vực này, nhưng mà vì cái thước phim đẹp thì Tuấn Nguyễn sẽ đứng ở đây quay cho quý vị và các bạn xem. Và thưa quý vị, đây là căn biệt thự mà hôm nay Tuấn Nguyễn muốn giới thiệu với quý vị, là căn biệt thự này. Phía trước chủ nhà kinh doanh buôn bán quý vị nhá, còn phía sau là một căn biệt thự phía sau. Đấy, quý vị vừa nhìn đây thì quý vị chắc chắn sẽ không thấy căn biệt thự của chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà căn biệt thự của chúng ta ở phía sau. Đấy, quý vị thấy không? Tuấn Nguyễn đứng đây quay phim nhưng mà xe chạy vù vù. Đấy, sát bên người Tuấn Nguyễn như thế này. Đó, là quý vị biết là rất là nguy hiểm. Nhưng mà vì những kích thước phim đấy, chân thật nhất để cho quý vị xem được thì Tuấn Nguyễn đành phải liều thôi, đúng không ạ? Liều thì người ta nói liều thì ăn nhiều, mà không biết có được ăn nhiều không? Đó. Vâng, và thưa quý vị, đứng đây rất nguy hiểm cho nên Tuấn Nguyễn chỉ đứng một chút xíu thôi, quý vị thông cảm nhá. Đây là mặt tiền kinh doanh của chúng ta, từ ở bên tay trái Tuấn Nguyễn chỉ cái bảng đỏ đỏ kia, và qua cái bảng đỏ đỏ bên này, tất cả là của căn nhà chúng ta. Vâng, Tuấn Nguyễn xin phép đi vào trong cho nó an toàn. Thưa quý vị, mặt tiền này của chúng ta trải dài là 26m. Xin lỗi quý vị, Tuấn Nguyễn hết sức xin lỗi quý vị, 23m quý vị nhá. 23m chiều ngang. Đó. Nở hậu là 26m. Đấy, nhân với lại 67m chiều sâu. Tổng diện tích chúng ta có 1541m², có sổ hồng, và thưa với quý vị và các bạn, thổ cư bằng 450m². Đấy, một cái diện tích thổ cư cũng không hề nhỏ. Và đây, Tuấn Nguyễn sẽ quay cái mặt hàng gia chủ đang kinh doanh. Thì thưa với quý vị, cái mặt hàng này thì không thuộc về cái nội thất để tặng cho chúng ta, đúng không ạ? Nhưng mà Tuấn Nguyễn quay qua đây để cho quý vị và các bạn nắm được là chủ nhà đang kinh doanh cái mặt hàng gì, đúng không ạ? Và mặt tiền kinh doanh của chúng ta là rộng bao nhiêu, rộng như thế nào, có thể đáp ứng nhu cầu của quý vị và các bạn được hay không, đúng không ạ? Thì đây, Tuấn Nguyễn sẽ quay qua cho quý vị và các bạn xem một cái mặt tiền kinh doanh buôn bán rất là rộng. Tuấn Nguyễn xin nhắc lại với quý vị, căn biệt thự cũng như mặt tiền đường kinh doanh buôn bán cửa hàng của chúng ta có diện tích chiều ngang là 23m quý vị nhé. Đấy, nở hậu 26m. Đấy, nhân với 67m chiều sâu. Đó, quý vị lắng nghe Tuấn Nguyễn nói nhắc lại một lần nữa, 67m chiều sâu. Đó, tổng diện tích chúng ta có 1541m². Đấy, có sổ hồng và thổ cư là 450m² quý vị nhá. Phía trước thì chủ nhà kinh doanh buôn bán hàng bếp ga này, điện tivi này, tủ này, đồ gỗ này, mùng mền, chăn ga, gối nệm, rồi quạt các thứ, nói chung là đa dạng, đa mặt hàng quý vị nhá. Thì đây là những cái sản phẩm mà chủ nhà kinh doanh, thì Tuấn Nguyễn cũng quay lên đây để cho quý vị nắm được, đúng không ạ? Quý vị biết được một cái mặt hàng nó tiềm năng như thế nào. Quý vị về đây đang có cái ý tưởng mà muốn kinh doanh đó, mặt hàng gì cũng được, hoặc là giống chủ nhà đây, thì quý vị sẽ dễ định hình hơn. Cho nên Tuấn Nguyễn đi vào trọng tâm thì Tuấn Nguyễn sẽ quay cái này lâu một chút xíu để cho quý vị định hình được.
Vâng, mặt tiền đường đắc địa như thế này, DT741 quý vị nhá. Đấy. Hướng bên tay phải thì chúng ta đi lên Đồng Xoài, lên Bình Phước, lên Cao Nguyên, Tây Nguyên, đó, Gia Lai, Kon Tum gì đó. Vâng. Và bên đây chúng ta có một cái cửa hàng nữa. Đó. Mặt tiền đường rộng tới 23 mét như thế này thì quý vị biết là một cái diện tích cực kỳ rộng. Chủ nhà bên này là một cái cửa hàng bếp ga này. Đó. Bên kia thì bàn ghế, mùng mền, chăn ga, gối nệm, còn bên đây là bếp ga này quý vị này. Bếp ga, tủ lạnh này, rồi máy nước nóng này. Đó, rồi nồi cơm điện này. Đấy. Nồi áp suất, rồi chảo chống dính, nói chung là vân vân và vân vân. Loa đài ở trong này cũng có nữa. Đó. Thưa với quý vị, Tuấn Nguyễn sẽ quay hết đúng không ạ? Để cho quý vị nào đang có cái nhu cầu đó mà muốn kinh doanh như nhà chủ này thì quý vị nhìn qua quý vị cũng rất là quan tâm đúng không ạ? Quý vị cũng tưởng tượng ra được gia đình mình sau này về đây sẽ kinh doanh buôn bán như thế nào. Vâng. Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đi vào bên trong review căn biệt thự cho quý vị xem. Căn biệt thự của chúng ta có con đường bê tông 4 mét, hơn 4 mét như thế này. Chúng ta chạy vào căn biệt thự. Đấy, còn ở phía ngoài là cửa hàng kinh doanh buôn bán của gia chủ quý vị nhá. Đây là căn biệt thự của chúng ta nằm sâu ở trong đây. Thưa quý vị, chiều dài lên tới 67 mét chiều dài. Đó, tổng diện tích chúng ta có 1541 m2, có sổ hồng và 450 m thổ cư thì quý vị biết là một cái diện tích khổng lồ đúng không ạ? Mặt tiền đường DT741 kinh doanh buôn bán. Phía sau có một căn biệt thự đấy, thiết kế một tầng trệt, hai tầng lầu. Đấy. Diện tích sàn là khoảng 600 mét sàn quý vị nhá. Và đây ở khu vực ở giữa này thì chúng ta có một cái căn nhà cũ đấy, thì chủ nhà dùng để làm kho quý vị nhá, làm kho để ba cái đồ xây dựng cũng như là hàng hóa. Đấy, sau này thì quý vị về đây tha hồ mà thiết kế đúng không ạ? Quý vị muốn thiết kế lại hoặc là xây nhà to nhà nhỏ gì hoặc hai ba căn biệt thự ở đây cũng được. Bởi vì là diện tích đất của chúng ta lên tới 1541 m2 thì quý vị thoải mái mà xây dựng. Vâng, và đây chúng ta đi vào bên trong này là khuôn viên sân vườn. Đây quý vị thấy khuôn viên sân vườn của chúng ta có hòn, có cái ở đây là mình gọi là cái núi này đúng không ạ? Cái đồi này, cái đồi cỏ. Chủ nhà thiết kế đồi cỏ này, có cây dừa, cây khế này quý vị nhá. Đây cái đồi cỏ của chúng ta. Đấy, có cây đu đủ này, cau này, hiêu nai này, lộc vừng này, nhãn này. Đó, một cái đồi cỏ rất là đẹp. Sau này quý vị về đây sống thì quý vị vừa an cư lập nghiệp này, vừa nghỉ dưỡng này và vừa kinh doanh buôn bán được quý vị nhá. Đấy, 3 trong 1. Và đây là hình ảnh căn biệt thự của chúng ta. Đây, căn biệt thự của chúng ta đây. 600 mét sàn quý vị nhá. Đấy, một diện tích khổng lồ. Căn biệt thự này của chúng ta có một phòng thờ, sân vườn rộng rãi. Đấy, có nhà lục giác, có hồ cá, có 5 phòng ngủ, 5 nhà vệ sinh, một phòng tập thể dục và một phòng karaoke. Và đặc biệt, Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị, khi chúng ta mua căn biệt thự này cũng như mặt tiền kinh doanh buôn bán 5.441 m2, chủ nhà sẽ tặng hết nội thất cho quý vị nhá. Chủ nhà đã chuyển về Tây Ninh ở cho nên là cũng xa xôi thì không mang được cái nội thất này. Chủ nhà nói với Tuấn Nguyễn là sẽ tặng hết cho quý vị và các bạn. Ở bên tay phải chúng ta đây có một cái nhà lục giác. Đấy, bằng gỗ, đấy, gỗ lim quý vị nhá. Ở trên thì mái ngói lập theo cái kiểu đình chùa như thế này. Rất là đẹp. Đó, quý vị nhìn rất là đẹp đúng không ạ? Ở phía dưới thì chúng ta có một hồ cá. Đây, hòn non bộ đây. Hồ cá, quý vị về đây thì chúng ta có thể nuôi cá koi. Theo cái sở thích của mình thì chúng ta sẽ phải làm cái hệ thống nước cho nó sạch lại đúng không ạ? Chủ nhà hiện tại thì chỉ nuôi cá trê và cá bông lau và cá ấy thôi. Đấy, Tuấn Nguyễn cũng tư vấn rõ để cho quý vị biết hình ảnh của căn biệt thự chúng ta đây. Rất là rộng, sân vườn rượn mênh mông luôn. Ở trên đây thì có những cái bộ bàn ghế gỗ nguyên khối như thế này. Sân vườn rộng rãi, quý vị thích để xe ở ngoài thì cũng được, hoặc chạy vào trong này cũng được, tùy quý vị thôi.
đường thì lớn, diện tích thì rộng, quý vị muốn để đâu cũng được. Khu vực này thì nhà chủ hay ăn nhậu nướng đồ ăn ở đây. Đó, quý vị thấy gỗ nguyên khối, gỗ lim rất là đẹp đúng không ạ? Nhà lục giác của chúng ta ở phía ngoài. Đó, nơi nghỉ mát, đấy, ăn nhậu. Cái bình này là không biết là bình ga hay là bình gì đây. Tôi vẫn cũng không rõ về cái vấn đề này. Ở dưới này rất là nhiều cá to quý vị nhá, cá tai tượng, chủ nhà nuôi rất nhiều. Đây Tuấn Nguyễn sẽ quay cái không gian sân vườn cho quý vị xem. Không gian sân vườn này thì Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị rằng rất là phù hợp cho những cô chú mà đã có tuổi rồi đúng không ạ? Thì trên kênh của Tuấn Nguyễn cũng có những vị khách quan tâm đến những cái căn nhà như thế này. Cho nên hôm nay Tuấn Nguyễn từ Thủ Đức mà Tuấn Nguyễn phải đích thân lên tới đây review kỹ hơn cho quý vị về cái công năng của căn biệt thự nhà vườn nghỉ dưỡng này. Và có mặt tiền kinh doanh buôn bán đắc địa như thế này, mặt tiền DT743. Đấy, có thể nói là 3 trong 1 đúng không ạ? Quý vị nhìn cái sân vườn của người ta rất là rộng. Đó. Cây vú sữa này, cây mận này, ở dưới thì đinh lăng và rau củ quả lá lốt các thứ đầy đủ luôn. Quý vị về đây chúng ta có nhu cầu sinh hoạt gia đình chúng ta cũng có thể tận dụng đúng không ạ? Và cái mặt tiền bên hông phía tay phải đây. Đấy, có không gian mở 4 chiều. Cho nên căn biệt thự của chúng ta rất là mát. Đấy, ở phía dưới cũng có rau nữa quý vị này. Đó. Quý vị hãy xem kỹ video của Tuấn Nguyễn review chậm và lâu hơn để cho quý vị trải nghiệm được cái không gian sân vườn của căn biệt thự của chúng ta đẹp, thoáng mát như thế nào. Đấy, rất là phù hợp với những cô chú lớn tuổi đúng không ạ? Về đây sinh sống nghỉ dưỡng. Ở phía trước thì chúng ta dành cho con cái kinh doanh buôn bán đúng không ạ? Đó. Còn ở phía sau thì chúng ta nghỉ dưỡng, trồng cây, nuôi gà, đó, trồng rau. Ở đây rất là nhiều đất, đây quỹ đất rất là nhiều, chủ nhà cũng chưa có thời gian để tận dụng hết được, đúng không ạ? Quý vị thấy đất rất là nhiều luôn, ở phía sau này nữa. Đó, quý vị thấy cái quỹ đất còn để không như thế này. Những cái quý vị mà có cái ý tưởng rồi, đúng không ạ? Và có cái suy nghĩ trong đầu mình sẽ... Nếu mà có cái quỹ đất lớn như thế này, quý vị sẽ làm cái gì? Thì quý vị nhìn ở trên đây, quý vị rất là thích, đúng không ạ? Một cái quỹ đất phải nói là tuyệt vời. Đây, phía sau quý vị này, cũng có những cái hồ cá như thế này. Đấy, hồ cá cây cảnh rất đẹp. Đấy, chủ nhà sẽ tạo sẵn rồi. Quý vị về đây thì chúng ta có thể dọn dẹp lại. Giàn hoa thiên lý này. Đấy, đây là giàn nho. Thì khu vực này chủ nhà cũng không chăm sóc cho nó kỹ, cho nên là vườn nho của chúng ta nó không được được tốt, bởi vì các cây khác nó ăn lấn hết qua bên vườn nho của chúng ta. Vâng, Tuấn Nguyễn đã quay hết khu vực cái công viên sân vườn để cho quý vị xem rồi. Bây giờ chúng ta cùng Tuấn Nguyễn đi vào trong xem cái công năng của căn biệt thự này đó đẹp như thế nào, và Tuấn Nguyễn sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem. Đây là bậc thềm. Chúng ta có 5 bậc phong thủy. Đấy, đá hoa cương màu đỏ và màu đen kết hợp với nhau. Ở phía trước thì có những cái cột bê tông đôi như thế này. Đấy, căn nhà này thì có pha hoa văn tân cổ điển. Đó, rất là đẹp. Một căn nhà diện tích 200m². Đó. Nhân với lại 3 sàn, chúng ta có 600m sàn. Gạch đá bóng khiếng khổ 80, vân đá màu vàng sáng, rất là đẹp. Đây là toàn cảnh phòng khách của căn biệt thự của chúng ta, như quý vị đang nhìn trên màn hình đây. Toàn là đồ xịn sò không, đúng không ạ? Quý vị nhìn những cái bộ bàn ghế này. Đó. Không gian mở cho nên là rất là nhiều cửa sổ ánh sáng. Đấy, tạo cho căn biệt thự của chúng ta có cái view đẹp là một này. Thông thoáng mát thơm tho đúng không ạ? Rất là sạch sẽ, thơm tho thoáng mát. Đây quý vị nhìn ở trên đây, trần chỉ thạch cao, đèn chiếu sáng, đèn màu và đèn pha lê, đèn chùm như thế này. Rất là đẹp. Bên tay phải chủ nhà có 2 cái lọ lục bình lớn cũng như một bức tranh mã đáo thành công. Đó. Quý vị thấy có đẹp không? Tranh này người ta tự đắp.
không gian phòng khách rất là rộng. Thì thưa quý vị, đây chủ nhà cũng rất là có điều kiện. Quý vị nhìn đây, quý vị biết toàn rượu ngoại không? Thì những thứ này nó không thuộc về nội thất quý vị nhá. Tủ thì thuộc về nội thất nhưng mà rượu lại không phải là nội thất. Cho nên Tuấn Nguyễn cũng đã tư vấn với chủ nhà. Cái này thì quý vị có thể thương lượng, đúng không ạ? Chúng ta có thể thương lượng với chủ nhà quý vị nhá. Đấy, về cái vấn đề những chai rượu quý đấy. Còn đâu là đồ nội thất thì quý vị chắc chắn sẽ được tặng. Và thưa quý vị, ở dưới tầng 1 này chúng ta có một cái nhà, có một cái phòng ngủ rất là rộng. Đây, phòng ngủ của chúng ta đây quý vị. Phòng ngủ này phải nói là mắt chỉ tơ luôn. Đó, có cửa kính ở phía trước rất rộng. Đây, ở dưới thì dán ha gỗ quý vị nhá. Tủ quần áo âm tường. Đấy, căn này thì rộng như thế này. Nhưng mà theo Tuấn Nguyễn nghĩ thì về cái độ hiện đại thì nó cũng chưa được hiện đại lắm. Đấy, Tuấn Nguyễn á, có cái quan điểm review là phải chân thực quý vị nhá. Review không chân thực thì Tuấn Nguyễn chịu thôi. Tuấn Nguyễn không thể làm những cái việc như vậy. Đấy, phòng này có một cái ưu điểm rộng, chiều rộng cực rộng. Đấy, cao, cực cao luôn. Đấy, hơn 4 mét quý vị nhá. Đấy, người ta nói là nhà cao thì cửa rộng đúng không ạ? Ở đây thì là có cửa gỗ gõ đỏ này. Nhưng mà về cái độ sang trọng thì chúng ta chắc chắn là phải chỉnh sửa lại. Đấy. Ở phía sau này là khu vực phòng ăn và phòng bếp. Chúng ta có một cái không gian mở rất là thoáng mát. Thứ hai nữa là cái độ rộng phải nói là phiêu luôn. Khu vực này là chúng ta làm khu vực bàn ăn. Đấy, 6 ghế tân cổ điển như thế này. Đẹp. Ở bên tay phải là bàn bar và bàn bếp. Có hai dàn tủ bếp trên dưới bằng gỗ gõ đỏ hết. Đặc biệt trong căn nhà này cực kỳ nhiều rượu quý vị nhá. Thì Tuấn Nguyễn cũng tư vấn với em chủ nhà rồi. Đấy, cái này thì không thuộc nội thất. Tuấn Nguyễn xin nhắc lại một lần nữa. Nhưng mà cái số lượng rượu ở đây nó quá khủng đi. Đấy, cực kỳ khủng luôn. Quý vị nhìn là quý vị biết rồi. Chúng ta có thể thương lượng đúng không ạ? Nếu quý vị thích, còn có những quý vị không thích rượu thì chúng ta cũng không cần quan tâm đến vấn đề này, đúng không ạ? Vâng, ok. Những cái vấn đề tế nhị thì Tuấn Nguyễn chỉ nói qua thôi. Đây, quý vị nhìn khủng khiếp thật. Trong một căn nhà, chúng ta vừa nhìn vào là thấy nó sáng rực lên, đúng không ạ? Mất 89%, 89% là rượu rồi. Vâng, và thưa quý vị, ở phía sau của chúng ta thì có một cái không gian mở rất là rộng. Không gian mở 4 chiều xung quanh cái căn biệt thự của chúng ta như thế này. Đấy, lối lấy cái không gian thoáng để cho lấy gió với ánh sáng lên căn biệt thự của chúng ta, đúng không ạ? Và có một nhà vệ sinh ở dưới đây, ở phía trong này đó. Gạch thì lát phun, nội thất cũng rất là ok. Đây quý vị nhìn thì chắc chắn Tuấn Nguyễn cũng không phải giới thiệu nhiều, bởi vì là quý vị biết rồi, những căn nhà biệt thự gia chủ có điều kiện như thế này thì họ cũng thường sắm ở trong căn biệt thự của họ những cái nội thất nó tốt hơn, đúng không ạ? Mình cũng chưa nói đến cái vấn đề là nó xa hoa, đúng không ạ? Nó xịn trò đến cái đẳng cấp nào. Nhưng mà nói đến cái độ tốt thì chắc chắn người ta sẽ mua sắm những cái đồ tốt, nó mới phù hợp với cái điều kiện đẳng cấp cũng như là cái căn biệt thự của họ, đúng quý vị? Cho nó đẹp. Đấy. Bếp ga này, máy hút mùi này. Đấy, bàn bếp này, bồn rửa này, hai dàn tủ bếp trên dưới bằng gỗ gõ đỏ. Và đây là cửa bên hông cũng làm bằng gỗ gõ đỏ hết. Bên hông này chúng ta cũng có nhìn, chúng cũng có thể thấy như là cái mặt tiền. Đây chúng ta có những cái cột này, trụ bê tông như thế này. Hàng rào thì cao cổng kín tường. Đấy, không gian mở như thế này rất là thoáng mát. Đấy, quý vị thấy biệt thự nhưng mà ở bên hông gần cái khu vực bếp của chúng ta thôi. Cũng có những cây chuối, có buồng trái đẹp như thế này. Quý vị thấy không gian bếp rất là nhiều đồ đúng không ạ? Sáng rực luôn. Nhìn phải nói là rất là thích mắt. Đấy. Quý vị ơi, mình nhìn nó thế vậy thôi, như thế thôi, nhưng mà rất là nhiều tiền đấy đúng không ạ? Thì quý vị cũng biết rồi. Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ cả. Cứ đụng vào là tiền, đụng vào là tiền. Đấy, chứ không nhìn nhiều quý vị lại bảo dối với thế này thế kia. Nhưng mà dối thì dối thật, nhưng mà tiền rất là tốn đấy quý vị ạ. Vâng, và thưa quý vị, đây là cầu thang
Bây giờ Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn chúng ta đi lên lầu, lầu 1 và lầu 2. Chúng ta tham quan ở trên lầu. Thì bậc cầu thang lên xuống, chủ nhà tay làm tay vịn bằng gỗ gõ đỏ. Và cái bậc thềm này cũng bằng gỗ gõ đỏ hết này quý vị nhé. Đây, bằng gỗ gõ đỏ rất là đẹp. Đây là lầu 1. Tuấn Nguyễn sẽ review ở phía sau trước. Chị à, em bật điện cho anh với. Quên chưa bật điện đúng không? Đây. Đặc điểm có những căn biệt thự này là Tuấn Nguyễn xin thưa với quý vị là phòng master không? Đây quý vị nhìn đúng không ạ? Phòng rất rộng. Cực kỳ rộng luôn. Đây là phòng ngủ số 2. Phòng ngủ số 1 của chúng ta ở phía dưới đã rộng rồi. Nhưng phòng này cũng cực kỳ rộng nữa. Rất rộng luôn. Rộng như thế này thì về quý vị thiết kế cũng như sắp đặt đồ đạc của chúng ta rất là dễ dàng đúng không ạ? Bên trong thì cũng có nhà vệ sinh này. Tuấn Nguyễn quay qua cái nội thất cho quý vị xem. Đấy. Bồn cầu, lavabo rửa mặt, gương soi, vòng tắm ngăn cách bằng kính cường lực đó. Phòng ngủ rất là rộng. Nhưng mà hơi nhiều đồ. Đấy, đồ rất nhiều. Chắc là cũng bà chủ này cũng sắm sửa dữ lắm hay là kinh doanh buôn bán gì đấy. Tủ quần áo, âm tường quý vị nhá, tivi, cực nhiều đồ luôn. Thì Tuấn Nguyễn nói với quý vị rồi, mỗi đồ là mỗi tiền, dù to dù nhỏ vẫn là tiền. Và đây là phòng số 3. Phòng số 3 thì có các cháu đang ngủ nghỉ trong đây thì Tuấn Nguyễn chỉ quay qua thôi. Rồi chú quay một tí nhá. Đây phòng nào cũng rộng quý vị ạ. Phòng này thì đặc biệt là nó có cái ban công ở phía bên hông này quý vị này. Đây hàng xóm của chúng ta đây, quý vị nhìn toàn biệt thự thôi, mà ở đây là một cái nhà để xe của công an hay nhà trường gì đó, rất là nhiều xe. Đấy quý vị thấy không, đây này, đó rất là nhiều xe Honda đó, quý vị thấy không. Đấy, và bên đây cũng là biệt thự không đó. Đất rộng thì chỉ có xây biệt thự nó mới đẹp quý vị. Ở đây rất là mát, quý vị nhìn ngọn cây là gió đung đưa là quý vị biết rộng, rất là mát. Mặt tiền bên hông của chúng ta mát rượi luôn. Đấy, cánh cửa gỗ đỏ đẹp như thế này. Phòng ốc rất là rộng. Tuấn Nguyễn đã quay xong phòng ngủ số 3. Còn ở giữa đây chúng ta có một cái không gian sinh hoạt chung này. Đấy, quý vị thiết kế bàn học của các con ở khu vực này cũng đúng thôi. Và treo những tấm hình của gia đình ở đây. Đó, không gian mở rất là đẹp. Và đây là phòng số 4. Phòng số 4 này thì chủ nhà dùng để tập phòng tập gym, tập thể dục quý vị nhé. Đấy, bởi vì nhiều phòng quá mà thành viên ở trong gia đình thì không đủ để sử dụng hết, cho nên là phòng này chủ nhà dùng để làm phòng tập gym. Thì quý vị về đây sau này chúng ta tùy thôi đúng không ạ? Quý vị muốn làm phòng ngủ cũng được, mà để phòng tập gym cũng ok. Phía trước của chúng ta đây. Và thưa quý vị thì căn nhà này này thì em chủ nhà cũng nói với Tuấn Nguyễn là xây cũng được 7-8 năm rồi nhá. Đó là nói Tuấn Nguyễn đã nói với quý vị rồi. Tuấn Nguyễn thì review là chỉ có chân thực thôi. Đấy, còn không chân thực là Tuấn Nguyễn không thể review được. Đó là 8 năm thì Tuấn Nguyễn nói 8 năm đúng không ạ? Căn nhà này đã qua sử dụng. Nhưng đặc điểm ở căn nhà này thì Tuấn Nguyễn cũng xin thưa với quý vị rằng là em chủ nhà tự xây quý vị nhá. Tự xây để gia đình ở sử dụng, cho nên là rất là chắc chắn. Về độ chắc chắn thì rất là đẹp, à, rất là chắc chắn. Còn về cái độ đẹp và sang trọng hay không thì còn tùy thuộc vào cái sự đánh giá của quý vị và các bạn. Đấy. Và phòng này là phòng số 5. Phòng số 5 này thì chúng ta có nhà vệ sinh ở bên trong. Đấy, không gian ở bên đây thì có giường. Đấy. Tuấn Nguyễn rất thích căn nhà này là vì có không gian mở 4 chiều. Quý vị nhìn cái cây nó đang gió đung đưa là quý vị biết rồi đúng không ạ? Đi đến đâu cũng thấy gió. Đấy, mát rượi luôn. Ở đây thì nói về bụi thì chắc chắn nhiều quý vị cũng nghĩ tới đúng không ạ? Và chắc chắn sẽ có quý vị bảo gió thì nó nhiều bụi đúng không ạ? Nhưng mà thì đương nhiên cũng có thôi, không thể tránh khỏi được. Nhưng mà ở đây thì nó khác ở nơi khác. Một cái là ở đây cây cối rất là nhiều. Đó, quý vị nhìn cây rất là nhiều. Chỉ có một cái mặt tiền đường của chúng ta kinh doanh buôn bán là nó có nhiều bụi thôi. Còn ở phía trong này thì cây xanh rất là nhiều.
cho nên thì bụi thì vẫn có nhưng mà nó không nhiều. Đấy, đó là cái quan điểm mà chắc chắn là mà quý vị cũng phải thừa nhận với Tuấn Nguyễn là như vậy, đúng không ạ? Cho nên chúng ta yên tâm, ở đây rất là mát, sạch sẽ như thế này, không gian rộng rãi, mênh mông bao la luôn. 5 phòng ngủ quý vị nhá. Bây giờ chúng ta sẽ lên lầu 2 xem công năng của căn biệt thự này còn những gì. Tuấn Nguyễn sẽ truyền tải giới thiệu hết cho quý vị và các bạn xem. Lên lầu 2 này thì Tuấn Nguyễn vừa nhìn thấy là một cái không gian mênh mông bao la luôn quý vị. Đây, trên này thì trần người ta đổ quý vị nhá, trần đúc như thế này, ở trên là ngói thái. Đấy, quý vị bên xây dựng hoặc là quý vị cũng nhìn qua quý vị biết rồi, đúng không ạ? Đây là trần đúc hết, không có một miếng tôn miếng tiếc gì ở đây, nhưng mà ở trên là người ta lợp ngói thái quý vị nhá. Đấy, lợp ngói thái cho căn nhà nó đẹp, nó mát. Ở trong này là cái gì đây? Đấy, quý vị thấy không, lợp ngói thái ở trên và tấm là đúc hết, cực kỳ mát luôn. Không gian này thì quý vị muốn làm cái gì thì làm, đúng không ạ? Phòng ngủ cũng được hoặc là phòng để đồ cũng được. Đây, trên đây có một phòng ngủ này, có toilet ở bên trong này. Theo Tuấn Nguyễn thì Tuấn Nguyễn sẽ làm cái khu vực hát karaoke trên đây, đúng không ạ? Đấy, tuy nhiên chúng ta cũng phải đầu tư thêm một chút xíu nữa đó, cho nó óng ánh một chút xíu. Đấy, thì làm cái không gian phòng karaoke trên đây rất là tuyệt vời. Và đây là công năng cuối cùng của căn biệt thự chúng ta, đây là phòng thờ, phòng thờ gia tiên, phòng thờ gia tiên của chúng ta đây quý vị. Bên đây là thờ Quan Âm. Đấy, nhà chủ cũng chưa thờ ai quý vị nhá. Đó, cũng chưa thờ ai cả, Tuấn Nguyễn thì không thấy hình ảnh đâu cả, cho nên quý vị cũng rất là yên tâm, đúng không ạ? Khi chúng ta mua về đây thì chúng ta cũng dễ bề thờ cúng cho ông bà tổ tiên của chúng ta, đúng không ạ? Thì gia chủ người cha chưa thờ ai cả. Vâng, và thưa quý vị, Tuấn Nguyễn đang review xong, video cũng đã dài. Thời lượng còn lại của chương trình ngày hôm nay thì Tuấn Nguyễn sẽ dành thời gian báo giá cho quý vị và các bạn nắm được. Thưa quý vị, căn biệt thự này, mặt tiền đường kinh doanh buôn bán, có diện tích 1.541 m², có sổ hồng và thổ cư của chúng ta là 450 m². Đấy, vợ chồng em chủ nhà đang gửi trên kênh của Tuấn Nguyễn với giá 40 tỷ đồng, tặng full nội thất cho quý vị. Quý vị xem được cái video này, quý vị thấy một căn biệt thự 1.540 m², có sổ hồng full và 450 m² thổ cư, mặt tiền đường kinh doanh buôn bán đắc địa DT743, và đặc biệt là tặng full nội thất cho quý vị, giá 40 tỷ đồng. Quý vị còn thương lượng với chủ nhà đó, đắt hay rẻ, đẹp hay xấu, quý vị hãy comment góp ý và cho Tuấn Nguyễn biết, Tuấn Nguyễn sẽ chuyển tải đến chủ nhà quý vị nhé. Và quý vị nào xem video này, quý vị thấy căn nhà này rộng này, có một căn biệt thự nghỉ dưỡng sân vườn ở phía sau tuyệt vời, phía trước thì mặt tiền kinh doanh buôn bán đắc địa DT741 đẹp lung linh như thế, giá 40 tỷ, quý vị thấy thích, quý vị hãy alo ngay cho Tuấn Nguyễn, đúng không ạ? Tuấn Nguyễn sẽ đưa quý vị và các bạn tới đây, chúng ta tham quan căn nhà này, quý vị xem cho kỹ và chúng ta thương lượng giá cả với chính chủ quý vị nhé. Vâng, kênh Nhà Đất Tuấn Nguyễn chuyên bán nhà trên 3 thành phố Bình Dương, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra Tuấn Nguyễn còn có rất nhiều nơi nơi khác nữa, như là Thảo Điền quận 2, Phú Mỹ Hưng quận 7 và Khang Điền quận 9, Bà Rịa Vũng Tàu. Tuấn Nguyễn chuyên review cái bất động sản biệt thự đẳng cấp, cho nên quý vị nào có điều kiện, có nhu cầu, đặc biệt là kiều bào nước ngoài đang muốn về Việt Nam sinh sống, quý vị đang muốn mua những căn biệt thự triệu đô có giá trị cao như thế này, thì quý vị hãy liên hệ ngay với Tuấn Nguyễn quý vị nhé. Thời lượng video đã dài, Tuấn Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào những video tiếp theo. Tuấn
Nguyễn xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.